Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 4 của trang web olm.vn Các con đều đã biết so sánh hai số tự nhiên bất kỳ Vậy đối với phân số thì sao? Chúng ta có thể so sánh hai phân số được hay không? Thì câu trả lời là có Tuy nhiên, chúng ta đã biết là hai phân số có thể có cùng mẫu số hoặc khác mẫu số. Vậy thì trong bài ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu tới các con cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Trước tiên, các con hãy quan sát lên màn hình. Ở đây, cô có đoạn thẳng AB được chia thành 5 phần bằng nhau. Trên đó, cô lấy đoạn thẳng AC như thế này và đoạn thẳng AD như thế này. Các con hãy cho cô biết đoạn thẳng AC và đoạn thẳng AD bằng bao nhiêu phần đoạn thẳng AB? Đúng là như vậy, ta thấy ngay đoạn thẳng AC sẽ bằng 2 phần 5 đoạn thẳng AB. Còn đoạn thẳng AD thì sẽ bằng 3 phần 5 đoạn thẳng AB. Nhìn vào hình vẽ này, các con hãy so sánh độ dài hai đoạn AC và AD. Đúng thế, chúng ta nhìn thấy được ngay là đoạn thẳng AC ngắn hơn đoạn thẳng AB. Vậy thì ta sẽ có kết luận gì về việc so sánh 2 phần 5 và 3 phần 5? Đúng vậy, chúng ta thấy rằng bởi vì đoạn thẳng AC ngắn hơn đoạn thẳng AD nên ta suy ra là 2 phần 5 đoạn AB sẽ nhỏ hơn 3 phần 5 đoạn AB. Thế thì 2 phần 5 sẽ nhỏ hơn 3 phần 5. Và khi có 2 phần 5 nhỏ hơn 3 phần 5 rồi thì ta suy ra điều ngược lại là 3 phần 5 sẽ lớn hơn 2 phần 5. Nhìn vào đây ta thấy ngay hai phân số 2 phần 5 và 3 phần 5 là hai phân số có cùng mẫu số. Dựa vào hình vẽ thì chúng ta có thể so sánh hai phân số này. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể so sánh hai phân số có cùng mẫu số một cách tổng quát mà không phải vẽ hình minh họa như thế này thì các con hãy cùng chú ý. Ở đây các con hãy quan sát hai phân số 2 phần 5 và 3 phần 5. Chúng đã có chung mẫu số rồi. Hãy so sánh cho cô tử số của hai phân số này. Đúng là như vậy, chúng ta thấy ngay là phân số 2 phần 5 có tử là 2, phân số 3 phần 5 lại có tử là 3. 2 nhỏ hơn 3 rồi và chúng ta có phân số 2 phần 5 nhỏ hơn phân số 3 phần 5. Ngược lại, tử số của phân số này lớn hơn tử số của phân số này và chúng ta có phân số 3 phần 5 lớn hơn phân số 2 phần 5. Vậy thì từ đây các con hãy suy ra cho cô nhận xét về cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Đúng là như vậy, chúng ta thấy rằng trong hai phân số có cùng mẫu số thì phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó sẽ bé hơn. Phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Còn nếu như tử số bằng nhau thì hai phân số ấy sẽ bằng nhau đây chính là cách tổng quát để chúng ta có thể so sánh hai phân số có cùng mẫu số khi có cùng mẫu số rồi thì chúng ta chỉ việc so sánh tử số thôi phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn và ngược lại các con đã nhớ được cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số chưa bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập bài đầu tiên các con hãy so sánh các phân số dưới đây Hoàn toàn chính xác. Tới bài thứ hai, so sánh 2 phần 9 và 9 phần 9, 6 phần 5 và 5 phần 5. Ở câu A chúng ta thấy rằng hai phân số này có chung mẫu số là 9 rồi, vậy thì ta sẽ so sánh hai tử. 2 rõ ràng là nhỏ hơn 9, như vậy 2 phần 9 sẽ nhỏ hơn 9 phần 9. Ở đây các con hãy cho cô biết 9 phần 9 chúng ta có thể viết thành số tự nhiên nào và từ đó ta suy ra ta có thể so sánh 2 phần 9 với số tự nhiên đó như thế nào? Hoàn toàn chính xác, chúng ta thấy ngay là 9 phần 9 thì bằng 1, như vậy 2 phần 9 sẽ nhỏ hơn 1. Tương tự như thế các con hãy so sánh 6 phần 5 và 5 phần 5. Đúng vậy, Ta thấy ngay là 6 phần 5 sẽ lớn hơn 5 phần 5 bởi vì 6 lớn hơn 5. Ở đây 5 phần 5 cũng bằng 1, như vậy 6 phần 5 sẽ lớn hơn 1. Nhìn vào hai bài so sánh này, các con hãy dựa vào mối quan hệ giữa tử số và mẫu số của phân số để suy ra cách chúng ta sẽ so sánh phân số đó với 1. Chính xác! nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy được ngay là nếu như phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó sẽ nhỏ hơn một và ngược lại nếu như phân số có tử lớn hơn mẫu thì phân số đó sẽ lớn hơn một như vậy sau này khi người ta yêu cầu các con so sánh một phân số với một thì chúng ta chỉ cần so sánh tử số và mẫu số của phân số đó thôi từ đó chúng ta sẽ so sánh được phân số đó với một cô nhắc lại nếu tử lớn hơn mẫu thì phân số đó lớn hơn 1 và ngược lại, tử nhỏ hơn mẫu thì phân số đó sẽ bé hơn 1. Tất nhiên, nếu như tử bằng mẫu thì phân số ấy sẽ bằng 1. Các con hãy nhớ điều này. Như vậy, ở trong bài giảng ngày hôm nay, chúng ta đã được tìm hiểu về cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Để rèn luyện thêm kỹ năng, các con hãy luyện tập trên trang web olm.vn cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng hẹn gặp lại trong các bài giảng tiếp theo